Đây là combo trang điểm full topping tiện lợi. Chỉ cần ịn cái mặt vô là có một layout hoàn hảo. À, chào thế giới. Rồi mấy cha tính giả lộ luôn hay gì? Xong phần trang điểm, tới phần interview, nhường lại cho hai người đó. Yên tâm, giao cho team yêu thương và khối u não thì không câu hỏi nào có thể làm khó được tụi tôi. Ủa mà Tony với Ace đâu rồi? Nghe nói hai người họ tới liều thời trang để làm đầm dạ hội cho Beauty rồi. Tôi sẽ mang một cái đầm đẹp nhất, có 102. Cái của tôi cũng sẽ rất bốc lửa cho mà coi. Chạy rồi. Đi liền, hai con báo. Sẵn sàng chưa? Cho 6,4 gam CU vào bình chứa 500ml dung dịch HCM1mol. Sau đó cho tiếp 17 gam NaNO3, tính thể tích lít khí NO thoát ra. Ủa gì vậy? Nếu có dương miệng trong tay, điều đầu tiên bạn sẽ làm là gì? Đội nó lên đầu. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại. Và tôi chiến đấu vì nó. Ủa, mà câu hỏi là gì tôi quên mất tiêu rồi. Bà chưa ngủ nữa hả? Hồi chiều thấy có Tony với Ace tới phụ mà. Hai con báo đó chỉ phá là giỏi thôi. Rồi sao bà không đi nghỉ đi, mai còn tập tiếp. Nếu lỡ làm hết mọi cách mà tôi vẫn không thắng thì sao? Chắc mẹ tôi thất vọng lắm. Dẹp liền. Đây là phim hài chiếu mạng, chứ có phải phim drama gia đình chiếu giờ vàng đâu. Nhưng tôi lo thiệt mà. Mẹ tôi... Có mentor Mie ở đây thì không việc gì phải sợ. Mọi chuyện cứ để Mie lo. Lớp Manto, mùa sữa Gen Z, nhận quà Trendy.